Dạ, Hiếu Phan mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu. Hôm nay là ngày cuối tuần thì Hiếu cũng mến chúc tất cả quý vị khán giả cùng với gia đình của mình có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Thì nội dung trong video này Hiếu lại tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến thầy ông nội Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết. Thì cái thông tin mà đã có cái quyết định từ ngày 7 tháng 12 năm 2022 thì cái việc mà đưa thầy ông nội đi chấp hành án đó, thưa vị, đi thi hành án đó thì cũng được dư luận rất là quan tâm rất là đặc biệt đối với thầy ông nội. Thứ nhất là chúng ta quan tâm về sức khỏe của thầy, là không biết thầy có vượt qua được cái cú sốc này hay không. Với cái tuổi đời gần đất xa trời như thầy á, thì vào trại giam mà 5 năm tù thì quý vị khán giả nghĩ như thế nào, thầy có vượt qua được hay không? Có rất nhiều vị khán giả cũng cho rằng là nếu mà thầy vào trong trại giam đó thì quá lắm là chỉ 2 3 tháng mà thôi, bởi vì cái bệnh của thầy cũng có rất là nhiều bệnh, thưa vị khán giả, với cái tuổi đời sức yếu nữa thì làm sao mà thầy chịu nổi, đúng không ạ? Trong khi đó ở Thiền Am thì quý vị khán giả cũng biết là thầy ông nội đó được chăm sóc rất là kỹ đó, có người phục vụ cho thầy ăn uống như thế này thế nọ, rồi dìu dắt thầy đi đi tới đi lui. Nhưng mà vào trại giam thì sẽ như thế nào đây, thì đó là vấn đề mà chúng ta cũng rất là quan tâm. Và một điều nữa thì Hiếu cũng xin thông báo cho quý vị khán giả, hiện tại đây thầy ông nội vẫn còn đang ở nhà, và cái thời gian mà thầy đi thi hành án đó là không biết là khi nào, nó vẫn còn bỏ ngỏ. Thì dư luận cũng đang rất là quan tâm và đặt cái câu hỏi cho bên phía cơ quan chức năng là khi nào di lý thầy đến trại giam đó. Thì một cái điều nữa mà chúng ta cũng đang rất là mong chờ là cái kết quả như thế nào khi mà có cái quyết định là đưa thầy đi thi hành án như vậy á, thì không biết là trại giam nào sẽ giam giữ thầy, thưa quý vị. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng rất là vô cùng quan tâm, nhức nhối ở đây, rất là đau đầu. Thì sáng hôm nay thì Hiếu cũng có cập nhật được một vài cái chia sẻ. Thứ nhất là của một vị khán giả tên là Phương Ngô, cũng có một cái bài viết viết về thầy ông nội rất là cảm động. Và sau đó là ở trên kênh Nhật Ký Luật Sư, ở trên tab cộng đồng cũng có đăng một cái dòng sa sút nói như thế này: đã có lịch đưa cụ Lê Tùng Vân đi chấp hành án đó, đúng với khí chất hào sảng của đất phương Nam, thua là chung, không hèn không xin xỏ. Thì vị khán giả, nếu mà ai theo cái câu chuyện của Thiền Am hoặc là tiếp xúc với thầy ông nội á, thì chúng ta cũng biết được là cái tính chất của thầy rất là hào sảng, rất là khẳng khái và thẳng thắn. Tiếng nói của thầy thì dõng dạc rất là lớn, đúng như là khí chất hào sảng của người con Nam Bộ, đất phương Nam, thưa quý vị khán giả. Không có hèn, không có xin xỏ, giống như là thầy đã nói với luật sư á, thì nhà nước mà họ muốn làm gì, họ muốn kêu gì đó thì mình cứ làm theo họ thôi, mình cũng không có chống đối gì hết, bởi vì thầy biết là thầy bị quan, dù có kêu trời đi chăng nữa thì cũng không có ai mà nhìn thấu được, ông trời cũng không có nhìn thấu được cái nỗi oan ức của thầy đó. Mà đặc biệt là nơi Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đang lưu trú á, cơ quan sở tại họ biết cái sự việc này nhưng mà họ vẫn làm đó. Cho nên là thầy cũng có nói là thôi cũng đừng có buồn đó, cái này giống như là cái kiếp nạn của thầy, thưa vị. Thì có lẽ là rất là nhiều vị khán giả cũng nói là chắc có lẽ là nghiệp của thầy ông nội, cho nên là trước khi mà thầy về với cõi Phật á thì thầy phải trả cho hết cái nghiệp này trong cái kiếp này, thưa quý vị. Đó, thì để trở lại với cái bài viết của chị Phương Ngô, thì luật sư Đặng Đình Mạnh cũng có đăng đàn chia sẻ ở trên trang Facebook cá nhân của mình một bài viết khá là hay và cũng rất là thực tế ở đây. Thì chị nói như thế này, đây là bài viết của chị Phương Ngô, thưa vị khán giả. Chị nói là cụ Lê Tùng Vân vẫn đang ở Thiền Am. Thông báo thi hành án có từ ngày 7 tháng 12, nhưng cho đến hôm nay, cơ quan chức năng vẫn chưa đến di lý. Đại diện Thiền Am và các luật sư đang rất hoang mang, không biết cụ Tùng Vân sẽ tự đến trình báo có mặt tại trại giam là bắt đầu khi nào, trại giam nào. Đó, đó là hai cái câu hỏi, là có mặt tại trại giam bắt đầu khi nào, thời gian thì chúng ta chưa biết, còn bỏ ngỏ, đúng không ạ? Cũng như là trại giam nào,
thì cũng chưa biết và cũng đang là một cái dấu hỏi thưa quý vị khán giả. Nếu các cơ quan chức năng không đến di lý thì chúng tôi, các luật sư sẽ phải mang cụ đi nộp. Đó, nghe một câu rất là đau lòng đúng không quý vị khán giả? Bởi vì cái quyết định thì đã có rồi, nhưng mà không biết là cơ quan chức năng khi nào đến di lý cụ đến trại giam. Nếu mà cơ quan chức năng không đến di lý cụ đến trại giam thì buộc các luật sư sẽ phải mang cụ đi nộp. Bởi vì chúng ta biết á, cho đến thời điểm hiện tại đây, người lớn tuổi nhất là phải chấp hành án chỉ có thầy ông nội thôi thưa quý vị khán giả. Với cái tuổi đời ngoài 90 thì quý vị khán giả biết rồi, là người già nhất thế giới. Đó, đi thi chấp hành án với mức án tù là 5 năm. Quá là đau lòng đúng không ạ? Chẳng biết sẽ nộp ra sao, bắt đầu khi nào, nộp ở đâu. Sợ vài hôm sức khỏe của ông có gì bất chắc, cơ quan chức năng lại bảo ông bỏ trốn rồi phát lệnh truy nã. Chẳng lẽ lúc đó lại đào mồ cụ lên nộp xác, thử ADN, xác định, xác nhận thì quá rườm rà và phức tạp. Ở đây thì bên phía chị Phương Ngô cũng như là các luật sư nói là chẳng biết là nộp cụ là ra sao nè, rồi bắt đầu khi nào thì sẽ nộp cụ và nộp cụ ở đâu, thời gian, địa điểm, ngày, giờ, giờ giấc, trại giam nào thì cũng chưa có rõ thưa quý vị khán giả. Thì ở đây tác giả cũng có nói là mong cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Long An khẩn trương nhất có thể. Nếu mà không khẩn trương á, lỡ như cụ có ra đi mãi mãi thì chẳng lẽ là đào mồ của cụ lên để mà nộp xác hay sao, hay là thử ADN thì nó rất là gồm rà ở đây và phức tạp nữa thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điều rất là lo lắng của một vị tác giả tên là Phương Ngô trong cái bài viết này. Nếu chưa có thông tin chi tiết nào tiếp tục thì có thể sáng ngày 18 tháng 12 chúng tôi sẽ đưa cụ lên trụ sở công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, thành phố Tân An để giao nộp. Thì bữa nay quý vị khán giả biết là hôm nay là ngày 17 rồi, ngày mai là ngày 18 đúng không ạ? Nếu mà cơ quan chức năng không đến di lý cụ Lê Tùng Vân đến trại giam á, thì bên phía luật sư sẽ đưa cụ Lê Tùng Vân đi nộp lên trụ sở công an tỉnh Long An, địa chỉ là 76 Châu Văn Giác, thành phố Tân An để giao nộp. Nếu mà chậm trễ thì không biết là thầy sẽ ra đi khi nào thưa quý vị khán giả. Rồi cái vấn đề mà thầy ra đi đó thì làm sao mà nộp được đây? Thì cái đây là một cái câu rất là mỉa mai. Không lẽ là đào mồ cụ để mà đem xác cụ đi nộp cho bên phía cơ quan chức năng hay sao? Thì đây cũng là một cái nỗi lo và rất là hoang mang trong cái vấn đề của thầy ông nội. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại đây, thầy vẫn đang ở Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và chưa biết là thời gian, địa điểm ở đâu để mà nộp thầy ông nội và khi nào cơ quan chức năng đến di lý thầy. Thì đây cũng là một điều mà chúng ta rất là quan tâm, rất là hoang mang, lo lắng. Và ở đây chúng ta rất là tự hào về thầy ông nội, đó là cái tính chất của thầy đúng như người con của đất phương Nam, rất là hào sảng, không có hèn, không có xin xỏ bên phía cơ quan chức năng tha cho tôi hay là gì đó thưa quý vị khán giả, không có cái điều đó. Thầy ông nội rất là hiên ngang, rất là tự tin, sẵn sàng đi vào trại giam theo yêu cầu, theo cái quyết định của bên phía cơ quan chức năng để mà thi hành án đúng với pháp luật. Vậy thì thầy có phải là người tuân thủ pháp luật hay không thưa quý vị khán giả? Chứ không có giống như ông thầy 4.0 nói là thầy kêu tất cả mọi người là bỏ đạo pháp qua một bên, bỏ pháp luật qua một bên. Thì thật sự ông thầy 4.0 này thua xa đối với thầy ông nội đúng không ạ? Bởi vì tính chất của thầy ông nội rất là chấp hành pháp luật ở đây. Và thứ hai là cái đạo pháp của thầy, tất nhiên là chúng ta nhìn nhận được một cái điều là cao hơn ông thầy 4.0 rất là nhiều rồi đúng không ạ? Bởi vì cái tâm tính của thầy rất là hiền lương thưa quý vị khán giả. Thầy đã từng nói là nếu như ở trên cộng đồng mạng này ai muốn chửi bới hay là vu khống bịa đặt các kiểu cho thầy á, mà có được chén cơm manh áo tiền bạc lo cho vợ con của họ thì họ làm, thầy vẫn không có nói năng gì cả. Và quý vị khán giả biết là thầy đâu có lên tiếng thưa kiện hay là chửi bới hay là phản biện lại bất cứ một thành phần tổ chức cá nhân nào từ bấy lâu nay mà xúc phạm đến thầy đâu, đúng không ạ? À? Tất cả những cái thứ mà đem đến cái phiền não cho Thiền Am Bờ Vũ Trụ là những con người không có tâm, không có đạo đức ở đây thưa quý vị. Thì quý vị khán giả cũng đã biết rồi đúng không quý vị? Đó thì Hiếu cũng rất là hạnh diện đối với cụ Lê Tùng Vân, tức là thầy ông nội thưa quý vị. Thì sau cái bài viết của chị Phương Ngô
thì có một cái bài viết cũng khá là hay. Đây giống như là một cái bài thơ vậy đó, thưa vị khán giả. Nhưng đây là một cái bài viết mà nó rất là nhiều cảm xúc của một vị khán giả tên là Hồng Hải Lê Hà My có gửi đến thầy ông nội sau khi mà nghe thông tin thầy là bị đưa đi thi hành án như vậy á, với mức án 5 năm tù. Thì vị khán giả cũng rất là đau lòng. Và cho tới đến thời điểm hiện tại đây thì tất cả chúng ta đều biết, trong và ngoài nước, những ai mà có tâm có đạo đức á, thì họ nhìn nhận về cái sự việc của thầy rất là buồn và có nhiều cái cảm xúc lắm. Có người mất ăn mất ngủ rồi khóc nữa thưa quý vị. Thật sự Hiếu cũng rất là buồn đó, cho đến hôm nay là râu ria ra cũng chẳng thèm cạo luôn thưa quý vị khán giả. Buồn mà nghĩ đến thầy, cái độ tuổi của thầy á già như vậy rồi mà còn phải thi hành án 5 năm tù thì làm sao mà chịu nổi. Nó đổi lại chúng ta đặt cái hoàn cảnh của thầy đi thì chúng ta sẽ như thế nào? Hơn đó là thầy tu đó thưa vị, nó cái tâm của thầy á nó tỉnh rồi, có nghĩa là quên bỏ hết tất cả, buông bỏ hết tất cả. Thầy nghĩ cái thân xác của mình chỉ là cõi tạm, quan trọng là cái linh hồn mà thôi thưa vị. Đó cho nên là thầy rất là an nhiên tự tại, không có gì để gọi là lo lắng hay là sợ sệt gì cả thưa vị khán giả. Thì trở lại với cái bài viết của Hồng Hải Lê Hà My, đây là một vị khán giả cũng rất là yêu thương thầy ông nội nói riêng và Tiền Âm Anh Bầu Vũ Trụ nói chung, có để lại một cái bài viết khá là hay và rất là cảm động. Thì Hiếu cũng xin chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả nghe như sau, nội dung như thế này. Thì tác giả chắp tay lại thầy ba lại và nói như thế này: Thầy ơi, chúng con xin tế sống tạ ơn thầy song sáo bao dung, che chở đỡ nâng nhiều mảnh đời bất hạnh. Với thầy đất bất công, con kêu trời không thấu, lòng người như muốn cạn, tâm người giống dây quan đẩy thầy già vào khung tối. Bỏ trẻ thơ trước thềm cửa khóc với mưa, thầy ơi làm sao con dâng sữa, thầy ơi làm sao được võng đưa. Con khẩn thầm xin thầy đừng ngủ thiếp, còn được bóng dáng thầy con vẫn được chở che. Đó là cái lời tự sự của một vị khán giả tên là Hồng Hải Lê Hà My, nói về cái tâm trạng của vị khán giả lúc này đối với thầy, thưa vị khán giả. Và cũng rất mong là thầy đừng có vội vàng đi sớm, khi mà cái cú sốc này đến với thầy nó như vậy á, thì vị khán giả này cũng rất mong là mãi mãi còn được nhìn thấy bóng dáng của thầy đó, để cho tất cả những người ở Thiền Am á còn vẫn được chở che. Thưa vị khán giả, thì chúng ta biết rồi, thầy là cái người mà lèo lái cái con thuyền Thiền Am Bầu Vũ Trụ đi đến một cái bến bờ hạnh phúc an nhiên, nhưng mà sóng gió ba đào thì lúc nào cũng ập đến Thiền Am Bầu Vũ Trụ đó. Thì chúng ta biết rồi đúng không ạ, cái kiếp nạn của họ thật sự là quá là lớn thưa vị. Đó thì rất là nhiều quý vị khán giả rất là đau buồn và gửi cái tình cảm thương yêu của mình đối với thầy ông nội nói riêng và Thiền Am Minh Bầu Vũ Trụ nói chung. Thì có người thì cũng nói là cuối cùng rồi cũng phải đi, mong rằng cụ Tùng Vân cố gắng giữ gìn sức khỏe, kiên cường vượt qua kiếp nạn với tuổi đời ngoài 90. Thưa quý vị, rất là buồn đúng không ạ? À? Thì chúng ta nghĩ đến đây thôi thì cũng rất là buồn rồi. Thì cái thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết đó là cái bài viết của luật sư đang bảo vệ về mặt pháp lý cho Thiền Am, cho chúng ta biết là đã có lịch đưa cụ Tùng Vân đi chấp hành án thưa quý vị đó. Và cái bài viết thứ hai là của chị Phương Ngô, cũng nói về cái tình hình hiện tại của thầy ông nội, là không biết cơ quan chức năng khi nào là di lý thầy đến trại giam, rồi địa điểm ngày giờ giờ giấc như thế nào thì nó cũng chưa có cái rõ ràng cụ thể. Thì ở đây chị cũng như là luật sư đang bảo vệ mặt pháp lý cho Thiền Am cũng rất mong là bên phía cơ quan chức năng hôm nay hoặc là ngày mai có di lý cụ hay không. Còn nếu không di lý cụ á thì ngày 18 tháng 12 luật sư sẽ di lý cụ đến trụ sở công an Long An, địa chỉ là 76 Châu Văn Giác, thành phố Tân An để mà giao nộp thưa quý vị. Đó thì chúng ta nghe đến đây thôi thì chúng ta cũng rất là đau lòng rồi đúng không ạ? À? Thì qua đây thì Hiếu cũng mong rằng là quý vị khán giả cùng với Hiếu cầu nguyện cho thầy ông nội có thật nhiều sức khỏe, tâm trí của thầy vững vàng để mà vượt qua cái cú sốc này, vượt qua cái kiếp nạn này thưa quý vị. Thì người làm trời nhìn, hy vọng là trời cao có mắt, thương xót cho thầy ông nội nói riêng và các thầy ở trại giam nói chung và đại gia đình Thiền Am nữa thưa quý vị khán giả.
Đó là cái điều mà chúng ta cùng nhau cầu nguyện, hy vọng rằng là sẽ không có một cái cuộc di lý thầy đến trại giam, và vẫn cho thầy ở lại Thiền Am Minh Bộ Trụ để mà thi hành án, đúng không ạ? Thì cũng hy vọng là như vậy, đúng không quý vị khán giả? Thì video của ngày hôm nay cũng khá dài rồi, hôm nay cũng là ngày cuối tuần, thì Hiếu làm cái video này là chia sẻ cái thông tin ngắn gọn như vậy để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết, và rất mong là quý vị khán giả luôn luôn đồng hành cùng với Hiếu, ủng hộ cho luật sư, ủng hộ cho Thiền Am, để cho họ có cái tinh thần mà chiến đấu trong cái cuộc chiến này, thưa quý vị khán giả. Thì một lần nữa cuối video, Hiếu mến chúc tất cả quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình có ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Merry Christmas and Happy New Year. Còn bây giờ Hiếu xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.